Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Cộng Review. Thay vì là những chiếc điện thoại như mọi ngày thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đổi gió một chút. Và hôm nay thì mình đã mượn được một bộ PC. Có thể để coi đây là một bộ combo PC mà ở bên Alpha Computer đã build sẵn cho các bạn. Nhưng mà thực ra nó là một bộ PC chưa đầy đủ. Bởi vì ở đây thì chúng ta mới chỉ có vỏ case này, chúng ta sẽ có con chip này, chúng ta sẽ có RAM, có nguồn, nhưng mà lại chưa có ổ cứng. Vậy nên là khi mua cái bộ PCAP này, ở bên Alpha họ gọi vậy, thì chúng ta sẽ phải mua thêm một bộ cứng. Cái bộ combo này hôm nay mình giới thiệu và cũng là mượn từ bên Alpha, nó sẽ là bộ PCAP Gaming Value 1 mà ở bên Alpha họ đã build sẵn cho các bạn. Và chúng ta hãy cùng xem rằng với một bộ combo PC giá khoảng 7.300.000 như thế này thì nó sẽ thể hiện như thế nào, cũng như là cái giá trị của nó sẽ đạt được đến đâu. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhá. Ok, bây giờ sẽ bắt đầu review với bộ combo PC này. Đầu tiên sẽ là về con chip, thì ở đây Alpha họ đã build cho chúng ta một bộ PC xoay quanh con chip Ryzen 3 2200. Để mà nói về con chip Ryzen 3 2200 này thì ở trên YouTube cũng đã có rất nhiều những video đánh giá về hiệu năng thực tế của nó. Đây là dòng thế hệ tiếp theo sau sự thành công của Ryzen 3 1200. Đây là một con chip nó khác với cả những con chip ở thế hệ trước. Đó là nó đã có thêm một cái VGA onboard, đó là Vega 8. Thì cái hiệu năng thực tế của con VGA onboard này ấy, thì nó cũng khá là ấn tượng. Tẹo nữa khi mà đến phần review test game thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn. Tiếp theo con chip thì chúng ta sẽ có một cái main để có thể tương thích được với con chip này. Đó là chiếc main MSI A320M Renet. Thì nghe qua cái tên các bạn cũng có thể biết được là cái chiếc main này nó sẽ có kích thước theo tiêu chuẩn là MATX. Bởi vì là cái bộ case này của chúng ta nó sẽ hướng đến đối tượng là dân văn phòng, cần tối ưu nhất cho cái không gian chiếm của cái bộ case này. Vậy nên là chúng ta cần phải tối ưu nhất cái không gian. Và cái main size M này thì sẽ cực kỳ là thích hợp cho cái bộ case này. Và thực ra thì mình đã xem qua cái cổng kết nối ở trên cái chiếc main này, nó cũng khá là đầy đủ. Nó sẽ có socket AM4 phù hợp với các dòng chip Ryzen hiện nay, hỗ trợ 2GB cắm RAM và dung lượng RAM tối đa đạt được sẽ là 32GB. Chúng ta sẽ được hỗ trợ 4 cổng USB 3.1, 2 cổng USB 2.0, 1 cổng DVI, 1 cổng VGA và 1 cổng HDMI. Ngoài ra thì một điểm đáng chú ý nữa của chiếc main này đó là nó có hỗ trợ cổng M2. Bởi vì với cái không gian của cái vỏ case này thì nó khá là hạn chế, vậy nên mình nghĩ là chúng ta không nên sử dụng nhiều những cái cổng kết nối SATA 3 cho ổ cứng. Vì là với cái vỏ case nó hạn chế như thế này thì việc hạn chế đi dây càng được tối đa càng tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua thanh RAM. RAM được đi kèm ở trên cái bộ combo PC này, chúng ta sẽ có một thanh RAM Aperture Panther với dung lượng lên đến là 8GB và đồng thời bớt hỗ trợ lên đến là 2400. Với cái dung lượng RAM như vậy thì mình nghĩ là nó khá là dư thừa cho những cái tựa game ở thể hiện tại. Đặc biệt là nếu như các bạn nào mà chỉ chơi game online thôi ý, thì cái cấu hình này nó sẽ là khá phù hợp. Đồng thời thì cái thanh RAM này nó cũng được tích hợp sẵn luôn bộ tản nhiệt. Vậy nên là các bạn hoàn toàn phải an tâm về cái nhiệt độ ở trên thanh RAM này, không sợ nó bị ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện về sau. Cuối cùng sẽ là bộ nguồn đi kèm với cả bộ PC này, thì chúng ta sẽ có một bộ nguồn Acebel HK400 Plus. Với một bộ nguồn có công suất là 400W như vậy thì có lẽ là về sau khi mà các bạn muốn nâng cấp VGA lên chẳng hạn thì hoàn toàn sẽ là thoải mái. Các bạn có thể nâng cấp lên GTX 1050 hay là GTX 1050 Ti mà nó vẫn còn khá là dư thừa. Và thực ra nếu như các bạn khi nhìn vào cái vỏ case này thì sẽ thấy là cái không gian của nó ấy, nó hơi bị trần một chút. Nhưng mà mình đã thử rồi, các bạn hoàn toàn có thể nhét được thêm một chiếc card GTX 1050 Ti, thậm chí là bản Game X của MSI cũng được. Bởi vì nó có một cái không gian đủ để các bạn có thể nhét được nó vào. Và cái vỏ case này thì nó sẽ có mã là Segotep AP911. Nói chung là về cái vỏ case này thì nó cũng khá là tối giản thôi. Vì nhu cầu của các bạn sẽ là cần tối ưu nhất cho cái không gian chiếm chỗ của nó. Vậy nên là nhà sản xuất cũng làm cho cái bộ case này thì nó có một cái không gian chiếm khá là vừa thôi. Cùng với đó thì nó cũng có các cái cổng kết nối USB 2.0. Nó sẽ có hai cổng và nó sẽ có những cái đèn LED ở phía trên này. Cái điểm mình không thích ở trên cái vỏ case này đó là cái nút nguồn của nó ấy, thì được đặt ở phía chính giữa như thế này. Khi mà chúng ta thao tác, ví dụ như ngồi xuống chẳng hạn, mà khi các bạn đặt cái vỏ case này ở dưới đất hay là ở một chỗ nào đấy thấp chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải với tay xuống ấy, ấn nó sẽ khá là khó khăn. Mình thích cái kiểu đặt ở phía mặt trước như thế này, hoặc là đặt ở phía trên đỉnh cây. Như vậy thì thao tác nó sẽ là dễ dàng hơn và cũng là thuận tiện hơn rất là nhiều. Hoặc là nếu như bạn nào mà thấy cái vỏ case này nó quá là nhỏ gọn hay là nó không hợp với cái gu thẩm mỹ của mình ấy, thì hoàn toàn các bạn có thể nâng cấp lên một cái vỏ case khác đẹp hơn. Đó là chiếc vỏ case First Player Fire Dancing V3. Thì cái vỏ case này mình thấy là nó sẽ hiệu quả hơn cho việc tản khí, vì là không gian ở bên trong nó sẽ là thoáng mát hơn. Nhưng tất nhiên thì cái diện tích chiếm chỗ của nó sẽ phải là lớn hơn so với cả vỏ case này. Bởi vì thực ra cái vỏ case này thì nó cũng có mức giá khá là rẻ thôi. Cái này thì sẽ giúp cho chúng ta có thể tối ưu chi phí nhất có thể, nhất là với những bạn nào chỉ cần một chiếc case để chơi game này hay là làm việc văn phòng và sẽ không cần vẻ đẹp khi mà stream chẳng hạn. Và ok, như vậy là mình đã nói sơ qua về những cái linh kiện đi kèm trên bộ PC này.
Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần test game. Và tất nhiên là cái bộ PC này thì nó sẽ chưa có ổ cứng. Nếu như các bạn chưa có sẵn ổ cứng HDD hay là SSD thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo qua những cái khuyến mại này của Alphard PC. Họ đang có những cái khuyến mại rất là nhiều. Khi mà các bạn mua bộ PC này kèm theo đó là màn hình này, ổ cứng này, thì đây là một số các cái khuyến mại của họ, các bạn có thể tham khảo qua. Còn cái bộ PC này bây giờ mình muốn review game nó, vậy nên là mình sẽ phải lắp thêm một cái HDD mà mình cũng đã mượn của Alphard. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái hiệu năng thực tế của chiếc máy này. Khi mà chiến những tựa game online, mình sẽ chỉ chiến nó ở trên hai tựa game, đó là Liên minh huyền thoại cùng với đó là FIFA Online 3. Liên minh huyền thoại thì là một trong cái tựa game online rất là nổi tiếng và cũng khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại. Còn FIFA Online 3 thì nó cũng sắp sửa phải nhường chỗ cho FIFA Online 4 rồi. Nhưng mà bây giờ thì FIFA Online 4 nó đã đóng cửa Close Beta, vậy nên mình không thể nào test trên FIFA Online 4 được, nên là sẽ chỉ test được ở trên FIFA Online 3 mà thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần test game nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ test với tựa game LOL trước. FPS ổn định ở mức 60-75 khung hình, nhưng mà khi ở những pha combat thì nó sẽ bị tụt xuống một chút, rơi vào khoảng là từ 50-55 cho đến là 60 FPS. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cùng lên đến max setting của LOL thì FPS đạt được mức ổn định rơi vào khoảng là từ 50-55, nhưng mà khi ở những pha combat thì nó sẽ bị tụt xuống khoảng 45, nhưng mà đây vẫn là một mức FPS chấp nhận được. Tựa game tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng test với bộ PC này đó là FIFA Online 3. Trải nghiệm ở mức thấp thì mình thấy là bộ PC này chiến ngon, hoàn toàn rất là mượt mà và không hề có hiện tượng bị khựng khung hình. Các skill được thực hiện rất là nuột và không có dấu hiệu cho thấy là máy bị tụt FPS. Nhưng khi mình tăng lên mức cao hơn một chút thì máy đã cho thấy rõ sự yếu đuối của nó. Nhưng khi mình nâng mức cấu hình lên một chút thì máy có vẻ như là sẽ chiến không được mượt mà cho lắm. Tất nhiên là nó vẫn sẽ ở mức chấp nhận được, nhưng mà khung hình của các cầu thủ thì mình cảm giác như là nó hơi bị khựng khựng giật giật. Và nếu như bạn nào mà hay skill nhiều thì mình nghĩ nó sẽ không liên hoàn được mà sẽ bị khựng đôi chút và sẽ làm mất đi skill của các bạn. Như vậy thì khá là đáng tiếc với những game thủ nào khó tính. Và ok, như vậy là mình đã review xong bộ PCAP Gaming Value 1 mình mượn ở bên Alphard cái bộ PC này. Và cá nhân mình thấy với nhu cầu sử dụng chỉ là thông thường thôi, cùng với đó là những người nào mà ưa thích sự nhỏ gọn, đơn giản và họ chỉ cần một cái hiệu năng đến từ một bộ PC có thể chiến tốt những tựa game online thì đây sẽ chính xác là một sự lựa chọn dành cho các bạn. Hoặc là nếu như các bạn muốn chiến thêm những cái tựa game nặng hơn nữa kiểu như là PUBG chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp thêm một chiếc VGA, nó đủ mạnh mẽ. Mình nghĩ là với cái bộ PC này thì các bạn chỉ cần mua thêm một chiếc GTX 1050 Ti là đủ để có thể cân được PUBG, bởi vì là thực sự cái dung lượng RAM 8GB nó đã là đủ rồi. Cùng với đó thì con chip Ryzen 3 2200 nó cũng khá là mạnh và nó hoàn toàn có thể cân được PUBG cho các bạn. Nên là mình nghĩ chúng ta chỉ cần nâng cấp VGA lên, cùng với đó là kiếm một con HDD ngon ngon một tí khoảng 1T và một cái SSD tầm 120GB để mà cài Win. Như vậy là sẽ rất ok cho cái bộ PC này rồi. Và các bạn cảm thấy sao về cái bộ PC này? Nếu như có một số tiền khoảng 7.300.000 thì các bạn có sẵn sàng sắm cái bộ PC này về hay không? Hay là các bạn sẽ tự build một bộ PC khác nó tốt hơn như thế này? Thì hãy để lại ý kiến ở phần comment phía dưới video này, chúng ta sẽ cùng bàn luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.